Phụ nữ có thêm bánh mì nhá. Em gái ra xếp hàng đi em gái. Đừng có ngồi trên xe gắn máy đấy xong rồi ra lệnh. Rồi, cảm ơn. Rồi, phụ nữ ưu tiên nhá. Phụ nữ ưu tiên có thêm bánh mì. Rồi, xin mời. Rồi, có cảm ơn. Rồi, dạ. Rồi, xin mời. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, chúc sức khỏe. Ồ, vẫn còn dài quá. Hôm nay những người nào phụ nữ thì sẽ được nhận thêm ổ bánh mì nữa. Anh ơi, để xe lên trên kia kìa anh. Để xe lên trên đi, không kẹt xe. Xếp hàng giùm em. Chân này thì cũng sẽ có người lấy đồ dùng đó. Thank you.
Thưa cô bác anh chị, bây giờ là 11 giờ và mình đang có mặt ở bếp cơm của cô Cường. Thì sau khi các cô làm từ khoảng 5 giờ sáng, 4 rưỡi 5 giờ tới bây giờ thì đã hoàn thiện rồi. Thì ở đây mình đang quan sát thì thấy có là nước suối này, cơm này, bánh mì này và chuối. Rồi, xôi gì nữa đấy cô? Cái giò này ngon lắm con. Rồi thế tí cho con mấy gói để ăn chống đói nhá. Này ngon dạ, lắm. Dạ dạ. Dạ thưa cô Cường, hôm nay thì mình làm cơm gì cô giới thiệu chút để cho cơm các gà. Cô bác được biết không ạ? Cơm gà con ơi, làm cơm gà kho. Với có vịt kho nữa. Gà kho, vịt kho, vậy là hai món mặn. Hai món mặn. Cơm có hai món mặn rồi canh, bánh mì. Canh thì mình làm canh bí á. Canh bí và canh bí với cải. Với cải. Canh bí với cải. Ừ. Rồi, có thêm một ít xôi vò này, chuối. Chuối nè. Nước suối nè. Dạ. Bánh mì nè. Dạ. Rồi vậy là hôm nay mình làm này là khoảng bao nhiêu phần đấy thưa cô? Cái này bánh cơm này khoảng 400 phần. Vâng. Giờ bánh mì này là gần 200 con. Gần 200 ổ bánh mì. Ừ. Rồi. Vâng, thưa cô thì hôm nay là con sẽ gửi cô cái số tiền này là 700 đô tương ứng với là 16 triệu và 100 ngàn. Cái số tiền này đó là của chú Nghĩa ở Illinois. Chú có gửi con để nấu cơm giúp những cái người khó khăn. Thì hôm nay cũng là cái ngày quốc tế phụ nữ. Xin gửi cô cái số tiền đó để cô lo cái bữa cơm cho bà con. Anh Nghĩa. Dạ. Anh Nghĩa ở Illinois. Dạ. Có gửi số tiền là 16 triệu 100. 16 triệu 100. Ủa dạ. Tấn Dương đem lại rồi. Dạ. Chúc cho gia đình được nhiều sức khỏe nha. Dạ. Có nhận số tiền này đủ rồi. Dạ. Rồi hôm nay cũng chúc cho các cô ở trong bếp nhiều sức khỏe nha. Hôm nay 8 tháng 3 mà có Việt Kiều nào gửi hoa chưa? Chưa có Việt Kiều nào gửi hoa. Dạ. Chỉ tặng anh này, tặng anh này lại là cho tặng cây hoa nha. Dạ. Dạ. Vâng. Mới đi nói nãy giờ chưa có ai lại tặng hoa gì chưa. Rồi thôi bây giờ trưa nắng rồi thì cô phát đây trước đã đi cho bà con cô bác. Vâng, cho con xin mấy gói xôi đi ạ. Xôi. Rồi cho con ổ bánh mì nữa, hôm nay vậy là xong bữa trưa rồi. Và đây hôm nay thì mình cũng không có nấu nướng, cũng không dám ra tiệm. Chưa từ từ ở đây mấy người này nhận trước đã cô. Mấy cô chú mà khuyết tật nhận trước đã cô. Đây sẽ ưu tiên phát cho mấy cô chú mà đi xe lăn. Rồi mấy cô chú đi xe lăn là sẽ nhận trước. Rồi được rồi, xong chưa cô? Hết xe lăn hết đấy thì cô phát đi ạ. Đây, bây giờ các cô bác sẽ tiến tới để nhận cơm. Cô Cường cho con cái gì đấy, cái giấy đâu rồi, che cho đỡ nắng. Rồi, tiến tới. Rồi, cho con mượn. Rồi, xin mời các cô bác. Cô Mười đứng lui ra, cô Mười đứng lui cái máy ra. Mấy chú xe lăn đi xe ba bánh. Rồi xin mời, xin cảm ơn. Chú Tâm cứ đứng sát vô trong, chú đứng sát vô trong, cẩn thận chú. Đây có chú Tâm về, chú Tâm cũng tới để chia sẻ cho cái hình ảnh này bà con cô bác biết. Giống nhau cô bác ơi, mỗi người một phần lấy đi giùm con. Mỗi người một phần. Rồi, xin mời. Cô ơi, kéo chuối lui ra ngoài cho họ nhận cho dễ cô ạ. Lắm các bạn. Đúng rồi.
Rồi, xin mời các cô bác. Đây, có gia đình này, mang cả các con, các cháu đi. Các bé, ba đứa con, rồi chồng nữa. Rồi, lãnh đi cô bác, cơm, chuối, nước suối. Lát xíu phát hết cơm thì sẽ phát tới bánh mì. Đi từng hàng thôi anh chị ơi, mình đừng có chen nhau. Tránh xa nhau ra lây bệnh đấy, có chủng mới Omicron. Cứ đứng cách xa nhau ra, cơm còn nhiều lắm, thoải mái, không sợ thiếu đâu. Cô bác mình đứng cách nhau ra, nhau ra cẩn thận lây bệnh đấy. À, Omicron. À, xin mời, xin mời. Rất đông nhé. Đứng dài tới tận dưới này. Bên này là... Đây, của bên này thì cô bác để xe. Hôm qua cái người trong khách sạn này này, Halo Hotel này, ra cầm một mớ tiền ra, sau đó bị khoảng mấy chục người cứ vây suốt nhiều... Vây khoảng hơn nửa giờ đồng hồ. Sau đó bảo vệ tới, rồi các cô chú mới chịu đi. Do cô đó là hí hửng ra phát tiền tất cả người ta. Tất cả người ta bâu lại. Lấy đi. Rồi, xin mời, xin mời. Cơm, chuối, nước suối, bánh mì. Đây các bạn nhìn đó, một gia đình. Gia đình này một tháng 30 ngày thì hai vợ chồng và hai cháu bé đều ra xếp hàng để nhận cơm. Cường nói là ai ăn bánh mì thì khỏi ăn cơm để nhường nhau. Nhiều người cùng được nhận. Rồi xin mời, xin mời. Rồi xin mời.
Rồi, xin mời, xin mời. Dạ, được rồi chú, được rồi chú. Dạ, dạ. Ôi, chú dô đi, chú dô đi, nắng, chú dô đi, nắng, con để được rồi. Chú dô đi, nắng, dạ, dạ. Thôi khỏi cần cô ơi, sắp xong rồi. Chú ơi, để xe bên kia, chỗ này quán cà phê chú. Nắng nóng quá. Rồi, xin mời. Rồi, xin mời. Nay ưu tiên chị em phụ nữ đi cô Cường ơi, bà con phụ nữ nào cô cho thêm ổ bánh mì nữa. Ưu tiên phụ nữ đi cô. Vâng. Ưu tiên phụ nữ cho thêm mỗi phụ nữ ổ bánh mì đi. Dạ. Vâng. Rồi phụ nữ thì nhận thêm bánh mì nhá, nam giới thì lấy cơm thôi. Nay ưu tiên phụ nữ 8 tháng 3. Rồi lấy bánh mì chưa chị? Dạ có. Đó phụ nữ là có thêm ổ bánh mì nữa nhá. Bà cảm ơn con. Vâng vâng, rồi chào bà. Yeah.
đều được ưu tiên phát thêm một ổ bánh mì, một suất ăn là cơm gà hoặc là cơm vịt. Cô bác mình đứng giãn nhau ra không lây bệnh nữa. Xếp hàng chú ơi, đứng ở cuối hàng, đang sau xếp hàng đi chú. Đồ ăn vẫn còn rất nhiều. Xếp hàng mọi người ơi. Không có lấy cơm.
riêng chị người đẹp là ăn hai ổ lấy đi. Không ăn á. Giờ có. Ơi lấy đi chị ơi. Rồi xin mời. Ăn cơm thì lấy cơm nữa. Phụ nữ ưu tiên. Rồi xin mời cô. Kéo khẩu trang lên chú ơi, lây bệnh cho mọi người đó. Cẩn thận ông đi rồi lây bệnh về để điều trị tốn kém. Rô đi bà, rô lấy cơm đi bà. Lấy thêm ổ bánh mì nữa. Phụ nữ ưu tiên. Vâng, xin mời, xin mời. Thêm ổ bánh mì nữa. Rồi, xin mời. Rồi, cảm ơn chị. Đây, mấy phần hết rồi. Mấy bộ thì hết là phát hết là 2 bộ. Một bộ nữa là 3. Giờ cô đang dồn lên cái bộ cuối cùng. Đây hai ông bà lại lấy cơm. Rồi lấy đi cô, lấy thêm ổ bánh mì nữa, cơm và bánh mì. Lấy ổ bánh mì nữa, chuối nước suối cô ơi. Rồi. Hôm nay là phụ nữ được ưu tiên nhá. Là có thêm một suất ăn nữa. Đây, hai ông bà này 90 tuổi. À, tay thì run run Parkinson. Rồi bà này, người ông chú cụt tay. Đậu xe lại lấy chú ơi. Đây hai em này là khách du lịch này. Đó. Các bạn nhìn thấy đặc điểm khách du lịch là ăn mặc rất là sang trọng, da trắng. Rồi đi giày, xỏ tay vô túi. Dạ vâng. Đây, cô Cường sẽ tặng cho mỗi người. Dạ dạ, mỗi người một chút uống cà phê. Rồi xin mời, xin mời. Dạ. Kéo khẩu trang lên cô. Rồi lấy đi người đẹp. Lấy nước suối, lấy chuối, lấy bánh mì nữa. Lấy ổ bánh mì nữa. Rồi xin mời. Vâng vâng xin mời. Cơm, chuối, nước suối, bánh mì. Bánh mì thì ưu tiên tặng cho phụ nữ. Đậu xe xuống, lấy đi chị gái.
Rồi. Rồi, chúc sức khỏe cô nhá. Dạ. Rồi, xin mời. Rồi, đậu xe lấy đi cô. Phụ nữ lấy thêm ổ bánh mì nữa, ngoài hộp cơm ăn cho có sức khỏe. Phục vụ chồng con. Rồi, lấy đi chị, lấy bánh mì nữa đi. Đấy, để cho mấy chị em vui vẻ. Đó, cô đang nói là cái anh chàng đi xe SH 54V64416, đi cái xe trị giá trên 100 triệu mà vẫn vào lấy cơm. Thôi cũng hoan hỉ, thưa cô bác anh chị, nếu mà chúng ta mà giữ thì nhiều khi cộng đồng mạng là ý kiến này nọ. Rồi, mời chú. Lúc này chạy xe thế nào chú? Việt Kiều về chưa chú? Vừa một ngày thì chạy được khoảng mấy chục ngàn? Có mấy chục, có ba bốn chục. Dạ. Thế thì sao đủ sống? Bởi vậy mới lấy cơm. À, dạ, dạ. Mời chú. Dạ, dạ. Sáng giờ không ai đi luôn. Sáng giờ chưa ai đi. Trời ơi, thương quá. Chú không có náo rồi. Dạ. Nếu mà ở đây thì cứ thỉnh thoảng lại lấy cơm chú nhá. Và đấy, chú cũng nói là từ sáng giờ chưa có chạy cái cuốc nào. Kéo khẩu trang lên, có khẩu trang không? Rồi lấy đi em. Bán hàng rong mà bán đồ nhựa. Hãy subscribe.
Quay hết, còn phải quay. Quay luôn.